Lần trước lão Lục trèo lên cây đợi hươu sao rơi vào bẫy, thành công đem hươu sao về làm lộc. Hôm nay anh lại tiếp tục đặt bẫy, để tối có thể thử hương vị của chân gấu. Một con gấu đen nặng trăm cân xuất hiện trong camera, nó ngửi thấy mùi thơm của hạt ngỗ từ cái bẫy mà lão Lục đặt. Gấu đen đang không trong tầm ngắm tốt nhất, mặt khác nó không hề dừng lại ăn mồi trên mặt đất. Nó lao thẳng đến vị trí ngay dưới chân thợ săn đang đứng ngay bên trên cây. Có vẻ như nó đã phát hiện ra sự có mặt của thợ săn. Một con gấu đen trưởng thành có thể nặng đến 150 kg, tính khí hay cáu kỉnh, sức tấn công khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Một bàn chân gấu có thể đánh bay vài chiếc răng của người trưởng thành, ngay cả khi đối mặt với cá sấu nó cũng nắm chắc phần thắng. Gấu đen không ngừng quan sát xung quanh, nó lại đến chỗ thợ săn đang nấp, nó không biết rằng mục đích hôm nay của lão Lục là ăn được thịt gấu. Nơi này là một vùng ngoại ô ở Mỹ, gấu đen không phải là động vật được bảo vệ.